Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh lắp của Hải Nội dung trong video này mình cập nhật thông tin về dự án Doctor X nha các bạn Thì đây là cái những cái thông tin mới nhất đến từ dự án về cái ngày giờ TGE nha Mình sẽ cập nhật thông tin đó các bạn nha Rồi và cái thông báo cụ thể có nội dung như sau Đó là sự kiện tạo mã thông báo cái đồng Doctor X nè TGE và niêm yết trên sàn kết đã có mặt nha các bạn Sàn kết tức là sàn tập trung nha các bạn Những cái sàn như là sàn OKX đồ đó các bạn là sàn kết nha rồi và khi nào nào là vào 10 giờ sáng giờ UTC ngày 17 tháng 12 nha các bạn. Các bạn lấy 10 các bạn cộng 7 là thành 17 giờ Việt Nam đó các bạn là khoảng 5 giờ chiều giờ Việt Nam nha các bạn. À, cái này là nó niêm yết luôn, niêm yết với lại TGE cùng giờ nha các bạn. Rồi tiếp theo đó là sau hai tháng khai thác phát triển cộng đồng và thống trị mê mê đáng kinh ngạc. Chúng tôi đang thực hiện bước tiến lớn tiếp theo vào tương lai đó là TGE đánh dấu sự ra mắt chính thức của cái token DRX nè à, ra thế giới nha các bạn. Tiếp theo là gì nè, đó là Phong phối cái tóc token DRX nè cho nên cái ví mà chúng ta liên kết đó là cái ví Multiverse X nè các bạn nè giao dịch trên toàn cầu bắt đầu nè và nền kinh tế meme mê mê bước vào tâm điểm chú ý đây chỉ là khởi đầu hãy thắt dây an toàn các huyền thoại đã đến lúc đưa Doctor X lên mặt trăng và xa hơn nữa nha các bạn Thì các bạn biết là ngày 17 tháng 12 nha các bạn Rồi và đây là cái thông báo kế tiếp nha Đó là thông báo niêm yết nè Đó là token DRX của Doctor X nè Sẽ sớm có mặt trên sàn à, Bitmart nha các bạn Cặp giao dịch là DRX trên USDT nè Hãy sẵn sàng giao dịch nè Rồi để mình xem đây thì hiện tại nó thông báo ở trên sàn à, sàn Bitmart thôi nha các bạn. Đây, đây là cái thông báo của nó, còn những sàn khác thì mình vẫn chưa thấy nha. Rồi thì dự án này hiện tại đã ngừng khai thác rồi nha các bạn và khi nào mà nó mở cho chúng ta cờ lem thì mình sẽ tiến hành à, à, đó là hướng dẫn các bạn cờ lem cũng như là rút lên những cái sàn giao dịch để mà chúng ta bán cũng như là chúng ta dùng cái à, mua cái phí nha các bạn mua cái phí để mà rút về à, cái ví multivote x nha các bạn. Chúng ta có cái phí chúng ta mới có thể à, chuyển lên sàn giao dịch được nha các bạn. Rồi và video chia sẻ của mình đến đây đã kết thúc các bạn có thể nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.